Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chắc là quý vị đã theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề dân chủ. Đảng Dân Chủ của Hạ Viện đã đưa ra những vấn đề buộc tội và luận tội Tổng thống Donald Trump trong tương lai. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng xem qua tất cả những dự kiện chính trị trong thời gian ngắn vào đầu ngày đầu tháng 10. Việc trước tiên là chúng ta phải nói đến Ngoại trưởng Mike Pompeo. Tất cả những tin tức bây giờ tiết lộ ra thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có mặt trong cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine, đó là Volodymyr Zelensky. Xin quý vị theo dõi tất cả những tin tức của tất cả các hãng thông tấn đánh đi thì sự kiện này nó bộc phát như thế nào? Thưa quý vị, như anh Đoàn Trọng đã chia sẻ thì ngay sau khi trác đòi hầu tòa được công bố thì tạp chí Phố Wall đã báo cáo là Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã có mặt trong cuộc gọi vào ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống và nhà lãnh đạo Ukraine. Và thời báo New York cũng đã đưa tin là Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Úc để yêu cầu hỗ trợ trong việc đánh giá của Bộ Tư pháp. Cuộc gọi được thực hiện theo lệnh của Tổng trưởng Lý, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông William Barr. Một quan chức của Bộ Tư pháp sau đó đã nói với tờ CBS News rằng ông Barr đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump liên hệ với một số quan chức nước ngoài để yêu cầu sự giúp đỡ của họ trong đánh giá của mình, được lãnh đạo bởi luật sư của Hoa Kỳ ở Connecticut. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã cho biết là ông Barr đã tới Ý như một phần nỗ lực của mình, và tờ Washington Post đã cho biết ông đã liên hệ với các quan chức tình báo ở Vương quốc Anh. Trong một cuộc gọi với Tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề nghị ông hợp tác với ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr để theo đuổi một lý thuyết âm mưu bên lề về nguồn gốc của một cuộc điều tra phản gián năm 2016 của Hoa Kỳ sẽ trở thành một cuộc điều tra của ông Mueller. Kính thưa quý vị, sự kiện liên quan giữa Hoa Kỳ và Ukraine qua cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine khởi đi bằng một trong những nhân vật mà chúng ta không thể nào không bàn cãi đến. Kính thưa quý vị, đó là cựu thị trưởng của thành phố New York, ông Giuliani. Đảng Dân Chủ Hạ Viện hiện nay họ đang triệu tập ông Rudy Giuliani ra để điều trần trước Quốc hội. Và luật đây là một trong những vị luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump, và tất cả các dự kiện và tài liệu liên quan đến vấn đề tranh cãi đều nêu tên ông Giuliani là một trong những nhân vật, là một trong những cái cầu mối bắt nối liền giữa Ukraine và Hoa Kỳ. Người Mỹ hiện nay thì đang chia ra khá đồng đều về tất cả vấn đề gọi là luận tội Tổng thống Donald Trump và tất cả những sự kiện mà có thể nói Đảng Dân Chủ cố gắng để loại ông ra khỏi văn phòng. Và đây một cuộc thăm dò mới cho thấy hồ sơ luận tội đã tăng lên trong một vấn đề gọi là một thành viên của tất cả các đảng độc lập và đảng Cộng Hòa đã có phần quan tâm đến vấn đề này. Cuộc điều tra của ông, cuộc điều tra dân biểu Hoa Kỳ đó là ông Chris Collins của New York hôm qua đã chính thức từ chức tại Quốc hội vì ông dự kiến sẽ nhận tội ngày hôm nay trong một vụ kiện giao dịch nội gián liên bang. Sự kiện chúng tôi đưa lên dân biểu Collins là ông là một trong những vị dân biểu của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ duy nhất là đại biểu Quốc hội ủng hộ đề nghị của Tổng thống Donald Trump cho Nhà Trắng. Đây là một trong những sự kiện đã làm không mấy lợi cho phía tất cả những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên chúng ta phải bàn cãi một cách xa hơn vấn đề luận tội của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta coi đây là một trách nhiệm hay là canh bạc của đảng Dân Chủ? Đảng Dân Chủ có trách nhiệm tiến hành luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù hành động này có thể đem đến cho họ rất nhiều rủi ro chính trị, đó là tất cả các nhà phân tích đã nhận định như vậy. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hiện nay bà Nancy Pelosi hôm 24 tháng 9 đã loan báo rằng Đảng Dân Chủ đã bắt đầu chính thức điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về những cáo buộc rằng ông cố gắng gây áp lực với Tổng thống Ukraine để điều tra ông Joe Biden, một trong những ứng cử viên Tổng thống cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020 thuộc Đảng Dân Chủ. Đó là cái nguyên nhân chính của vấn đề mà Đảng Dân Chủ với nắm đa số tại Hạ viện đưa ra một cái vấn đề gọi là impeach luận tội Tổng thống Donald Trump. Trước đó thì nhiều nhân vật bên Đảng Dân Chủ đã từng kêu gọi các tiến trình luận gọi là
luận tội Tổng thống Donald Trump. Sau khi tất cả các bản báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller dù không kết luận rằng Tổng thống Donald Trump đã phạm tội cản trở công lý, nhưng không minh oan cho Tổng thống Donald Trump về tội danh này. Điều này có nghĩa rằng không luận tội ông là có vấn đề liên quan đến vấn đề cản trở công lý, cũng như không minh oan chính xác là Tổng thống Donald Trump không có can dự về vấn đề cản trở công lý. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo Dân Chủ đã không đáp ứng lời kêu gọi lúc đó vì họ không có cho rằng có những rủi ro tiềm tàng đối với họ trong mùa bầu cử sắp tới. Nhưng đây vấn đề gọi là chuyện chẳng đặng đừng, đó chúng ta hay thường gọi chữ là cực chẳng đá. Lần này thì đảng Dân Chủ theo đuổi luận tội Tổng thống Donald Trump vì bị buộc vào một thế cực chẳng đá, tất nhiên là chẳng đặng đừng. Vì theo một trong những vị tiến sĩ chính trị học hiện là chủ nhiệm của tờ Việt Time ở tiểu bang California đã nói rằng nếu họ không luận tội thì họ sẽ bị cho là tiếp tục bao che các hành vi không trong sáng của Tổng thống Donald Trump, vì đã có người trong nội bộ tố cáo ra rằng đảng Dân Chủ vì lo ngại hậu quả chính trị nên không thực hiện hoặc không đưa ông Trump ra luận tội, là kết quả sẽ không biết sẽ đi về đâu với đảng Dân Chủ. Quyết định của đảng Dân Chủ có thể bị phe Cộng Hòa cáo buộc là bôi nhọ Tổng thống Donald Trump để giành lợi thế trong kỳ bầu cử sắp tới. Nhưng nhìn chung, Tổng thống Donald Trump sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu về vấn đề luận tội này. Mặc dù vấn đề đưa ra Tổng thống Donald Trump bị trút phế. Thế nào thì Tổng thống Donald Trump bị trút phế? Điều đó có nghĩa là trên 60 vị thượng nghị sĩ của Thượng nghị viện Hoa Kỳ đồng tình về vấn đề luận tội. Điều này thì chắc lẽ gọi như là chỉ mảnh treo chuông, vì tất cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa hiện nay nắm đa số tại Thượng viện, khó có thể lay chuyển được một số lớn của thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trong nền gọi là cái căn bản chính trị của Hoa Kỳ, khi mà tất cả các cử tri luôn luôn có xu hướng bầu cử theo đảng phái bất kể ứng cử viên hay là vì vấn đề gì, tất nhiên là vấn đề quan điểm và đường lối của vị ứng cử viên này, thì việc luận tội này có thể lay động khối cử tri trung dung vốn đóng vai trò quyết định trong tất cả các cuộc bầu cử tổng thống. Và đây là một trong những cái con bài mà đảng Dân Chủ lợi dụng để đưa ra vào lúc này. Bây giờ chúng ta nói rằng nên hay không nên luận tội Tổng thống Donald Trump. Quý vị, là trên một trang mạng mang tên News 24 thì ông Timothy Lynch, một phó giáo sư về chính trị Mỹ tại Đại học Melbourne, Úc, đã đưa ra 8 lý do không nên và 3 lý do đảng Dân Chủ nên luận tội Tổng thống Donald Trump. Việc trước tiên chúng ta nói đến vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump rất mang đến nhiều rủi ro cho đảng Dân Chủ. Hạ bệ một tổng thống đương nhiệm cũng không giống như một quả bom hạt nhân, nghĩa là có thể nói cũng giống như một quả bom hạt nhân trong là gọi là làn sóng chính trị của Hoa Kỳ. Việc trước tiên chúng ta nói đến là vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ được thành đạt như Hạ viện mong muốn. Thưa quý vị, cái lý do đầu tiên là sẽ không thành. Có đủ đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện để bỏ phiếu yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump và chỉ cần một đa số tối thiểu là cần thiết để bắt đầu quy trình luận tội. Và hiện có 225 dân biểu Dân Chủ trong Hạ viện, gồm có 435 ghế. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ không có đủ ghế ở Thượng viện để phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump có tội. Và phải cần đến 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu là Tổng thống Donald Trump có tội để trút phế ông, nhưng chỉ có 46 thượng nghị sĩ Dân Chủ. Có thể nói là cái con số nó chênh lệch quá xa với 46 vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, thì làm sao chúng ta có thể kiếm được ngoài con số 60 vị thượng nghị sĩ đồng tình để luận tội Tổng thống Donald Trump. Bởi thế, cái câu trả lời đầu tiên là vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ thành đạt một cái kết quả như tất cả những thành viên của đảng Dân Chủ vừa đưa ra và họ mong muốn luận tội Tổng thống Donald Trump. Thậm chí nếu như một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa cùng về phía Dân Chủ thì lợi thế về phiếu số vẫn phải đứng về phía Tổng thống Donald Trump. Vấn đề thứ hai là luận tội Tổng thống Donald Trump có trách nhiệm hay là một cái canh bạc của đảng Dân Chủ. Phía đảng Dân Chủ có trách nhiệm tiến hành luận tội Tổng thống Mỹ, mặc dù hành động này có thể đem đến cho họ rất nhiều rủi ro chính trị, đó là các nhà phân tích nhận định. Và tất cả những sự kiện này có thể nói là làm cho đảng của Cộng Hòa, đảng Dân Chủ có thể gặp rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ thì chúng ta nói đến Tổng thống Donald Trump, ông đã phạm rất nhiều lỗi lầm nhỏ đến mức không tội lỗi lớn đã có thể chạm đến ông được. Ông đã trở nên lão luyện trong việc né tránh các cáo buộc hình sự, đồng thời gọi chúng là một phần của cuộc săn phù thủy. Như vậy, vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump khó có thể được đưa ra một trong những thành quả mong muốn. Đây chưa phải là hành vi đáng để luận tội rõ ràng, thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, và cũng theo Hiến pháp Mỹ thì hành vi đáng để luận tội là Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các viên chức dân sự của Hoa Kỳ sẽ bị cách hết chức
chức trách, cũng như là nếu mà bị luận tội và kết tội về các tội như là phản quốc, hối lộ hoặc là các tội và các hành vi sai trái nghiêm trọng khác. Các luật sư của Tổng thống Donald Trump sẽ thách thức mọi nỗ lực nhằm phát họa được một vấn đề gọi là biện pháp ngoại giao của Tổng thống Trump đối với nhà lãnh đạo Ukraine là đã đến ngưỡng cửa của các tội hành vi sai trái nghiêm trọng. Bởi thế, chúng ta nói đến vấn đề mà gọi là luận tội Tổng thống Donald Trump. Đây chưa phải là hành vi đáng để luận tội Tổng thống Donald Trump. Và cao một trong những cái sự kiện mà chúng ta cần theo dõi đó là vấn đề giúp Tổng thống Donald Trump tái sinh. Nếu nỗ lực luận tội của đảng Dân Chủ dẫn đến kết quả là ông Trump được tha bổng tại Thượng viện, kết quả của đảng của bà Pelosi sẽ không phải là một tổng thống suy yếu mà trái lại một tổng thống tạo thêm nhiều quyền lực và mạnh bạo ở trong giai đoạn mà có thể nói nhiệm kỳ 2 đang chờ đón ông. Khi Hạ viện của đảng Cộng hòa luận tội Tổng thống Bill Clinton hồi vào năm 1998, ngay sau đó ông được Thượng viện phán xử là không có tội. 2 năm tại vì cuối cùng của ông, bất chấp sự xấu hổ về sự bê bối của một người phụ nữ có tên là Monica Lewinsky, lại là khoảng thời gian ấn tượng nhất của thống Bill Clinton. Ông đã giải phóng Kosovo khỏi người Serbia và được cho là có công làm kinh tế của Mỹ bùng nổ. Khi rời chức, ông ấy trở thành một trong những vị tổng thống được lòng nhất những người của người Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sự kiện có thể nói rằng đây là một vấn đề hồi mã thương rất là quan trọng đối với đảng Dân Chủ khi họ đưa ra một cái hành động táo bạo là gọi là luận tội Tổng thống Donald Trump. Nhưng trên thực tế, Tổng thống Donald Trump không bị luận tội và trái lại có thể đưa đến cho ông một cái thời kỳ gọi là hoàn thành công bị mãn nhất của ông nếu ông đắc cử vào nhiệm kỳ năm 2020. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi sáng nay muốn gửi đến quý vị qua tất cả những tin tức về vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.